Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện của tác giả Takeuchi Hiếu. Dị truyện được mang tựa đề Thằng Tuấn bị vong ốp. Dị truyện kể về hai người bạn thân chơi với nhau rồi đến một ngày những điểm lạ tâm linh xuất hiện quấy quả hai người bạn này. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị truyện này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn nhà chật hẹp. Tôi nhấc máy lên nghe trong cái sự mệt mỏi vì vẫn còn đang khá là buồn ngủ. Alo, ai đây? Vẫn chưa ngủ dậy cả. Ngủ khỏe thật đấy. Đã bảo ngủ sớm đi mà không có nghe. Đồ đạc chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa? Chuyến đi này có lẽ là hơi lâu đấy. Đầu dưới bên kia vang lên giọng của Tuấn đang rục rối rít lên. Tôi ủi ủi đáp lại cho qua loa rồi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tại hôm qua hai thằng cũng uống nhiều cho nên lúc này mới ngủ mệt như thế chuyến đi lần này về tỉnh ở khác chẳng lắp đặt ở các thiết bị điện cho những người dân chuyến đi cũng phải mất tháng hoặc hơn cho nên là hai thằng cũng chia tay bạn bè trong công ty trước đã vì cũng còn khá lâu mới gặp lại được nào ngờ vui quá đà mà lúc này cũng ngủ quên đi vào bên trong vệ sinh cá nhân một cách sạch sẽ tiện tắm rửa để cho cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn thì tôi lúc này mới pha cốc cà phê rồi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập. Vào thời gian cũng đã gần trưa mất rồi. Hai chiếc ba lô đựng bao nhiêu đồ và cả chiếc laptop phù hợp với công việc cũng đã được tôi mang ra bên ngoài. Ngắm nghía căn phòng, sau đó khóa cửa, một hành trình mới trong công việc này. Đi xuống phía dưới nhà, chất lên chiếc xe máy, tôi ngó nhìn lại mọi thứ xung quanh một lượt nữa rồi nổ ga, hòa cùng vào dòng người đông đúc. Đến quán ăn mà hai thằng đã hẹn trước đó, tôi ngồi xuống gọi một bát phở lấp tạm cái bụng đang đói meo. Tuấn nhìn tôi ăn một cách nhanh chóng mà cười lớn. Trời đất, ăn như chết đói vậy à mày? Mà ăn xong nghỉ ngơi, mua thêm tí đồ nữa. Xong rồi đi đến đấy, còn kiếm nhà mà nghỉ ngơi nữa chứ. Không đi đến đó cũng muộn đấy tiến ạ. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì sao lại phải đi thuê nhà. Tôi ngó hỏi nhưng trong cái sự ngơ ngác Ủa Sao bảo ăn uống ở bên ngoài xã Các thứ cơ mà Tao nghe mấy lượt Người trước đó Đã có nói rằng là Không có được thoải mái cho lắm Dân ở đó thì vẫn còn nghèo Cho nên thiếu thốn nhiều điều Kiếm tạm cái nhà rồi thuê nhà ở Thì còn tiện hơn là đi đi về về Nghỉ ngơi không có bó buộc Nó bình tĩnh đáp lại Hai thằng vừa ăn xong Nhìn đồng hồ cũng đã là gần 11 giờ Hai chiếc xe bắt đầu cuộc hành trình dài của mình cùng với đó là hai chiếc ba lô to tướng được cột chắc lại ở phía đằng sau thành phố lúc này cũng dần khuất sau phía xe của chúng tôi con đường quốc lộ cũng như thế mà dần dần hiện ra xung quanh hai bên là những cánh đồng thoang thoảng cái mùi hương chẳng nhớ là đã đi được bao nhiêu lâu dừng xe ở bao nhiêu chặng thì cũng đến được bên này của bờ sông trong thời gian ngồi chờ đợi đò với những lượt xe tấp nập kéo sang Tôi nhìn xung quanh hai bên bờ sông yên tĩnh. Ba chủ quán nhìn chúng tôi rồi bèn hỏi. Hai cậu là người ở chỗ khác, định đi đâu ở gần đây à? à vâng ạ, à. bọn cháu sang bên kia làm chút việc, chắc cũng sẽ ở lâu. Tuấn nhanh chóng đáp lại. Tôi ngồi đợi đò mà nóng lòng vì trời cũng sắp tối. Hơn thế nữa, lại phải còn đi ra bên ngoài làm mấy thủ tục nữa thì mới ở đó được. Tôi quay sang nhìn nó rồi nói. Lâu thế hả mày ơi? hay tí nữa chia nhau rồi làm thủ tục để mà đi kiếm nhà chứ không tối mất. Hai thằng đồng ý với nhau, lênh đênh trên dòng sông với mùi xăng dầu bốc lên sừng sực mà cũng cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Đi sang bên kia cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài xã làm thủ tục. Tôi thì chạy vòng quanh mấy chỗ gần đó hỏi bao nhiêu người về nơi ở. Thời gian cũng chậm chậm trôi dần về tối, mọi cảnh vật cũng bắt đầu mập mờ. Tuấn khi xong việc cũng đã gọi cho tôi alo mày tìm được chỗ chưa sao không thấy báo gì về cho tao vậy tao tính cũng gọi cho mày rồi đây nhưng mà bực quá đi suốt mà chẳng có chỗ nào hết tình hình nay vào xã rồi mai kiếm thôi chứ tao cũng là người đi rồi ngồi xe hơi mệt lắm tôi thở dài sau đó cầm chai nước tu ừng ực nó thở dài rồi đáp lại tôi bằng cái giọng điệu cợt nhả đùa thôi tao tìm được chỗ rồi có hỏi rồi giờ sang bên đấy đi nghe đâu là có người làm đi ăn xa cho nên không có về vào cũng phải giữ ý tứ một chút là được mua tạm mấy gói mì với một ít đồ ăn nhé thủ tục giấy tờ thì mai làm sao tôi cũng nhanh chóng hỏi đường đi đến để xem một người đứng tuổi đã đứng trước ở đó và đi cùng chúng tôi về chỗ căn nhà cần thuê ánh đèn phát ra trong từng căn ngõ cũng chẳng có chút ánh sáng nào ngoại trừ mấy căn nhà xung quanh đã hắt ra bên ngoài đi sâu vào bên trong một con ngõ nhỏ hai chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà có chiếc cổng cũ kỹ han gì bên trong là một màu đen tối đặc người kia đi xuống phía dưới mở cổng cho bọn tôi cất giọng lanh lạnh đây nhà này thì cũng là họ hàng nhà cô đi xa cho nên hai đứa ở đây cũng được điện đóng đầy đủ xu dọn đi một chút nhé chăn với chiếu cứ lên trên gác xếp là có giờ hai đứa vào đi cô về nhà đây còn đây là chìa khóa Có mỗi cái thôi Cho nên cố giữ cẩn thận nhé Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa Người đàn bà đó có vẻ gì đó hơi lo sợ Không có dám đi qua cánh cổng Mà nhanh chóng biến mất trong đêm Tôi quay sang nhìn Tuấn Bà này làm cái gì mà chạy nhanh thế nhỉ Chưa kịp hỏi han cái gì hết Ờ chắc là có việc gấp ở nhà thôi Kệ đi Còn vào tắm rửa Mai sửa sang lại không ngày kia là đi làm rồi Tuấn vỗ vai tôi rồi hai thằng đi vào bên trong. Các nhà này có điều gì đó làm cho tôi thấy có phần hơi khác biệt so với hoàn toàn. Lá khô rụng xuống dưới đất, kêu lên tanh tách so với từng bước đi của hai thằng dẫm lên. Cánh cửa cũng được tuấn mở ra, bên trong có một mùi gì đó vô cùng khó chịu, sọc thẳng vào mũi làm cho tôi hơi cau mày. Bụi cũng như vậy mà bay tứ tung, lần mò theo ánh đèn để bật sáng căn phòng lên, hai thằng nhìn khá là thất vọng nhìn nhau bằng một con mắt chán nản ngồi bệt xuống một góc đã mệt lả người rồi giờ lại còn phải su dọn thế này nữa không biết sao đây thế mà lời gọi lúc nãy thì lại hơn cả đài đấy tuấn để gọn những túi đồ sang một góc rồi đi vào lấy đồ ra bên ngoài su dọn mai rồi dọn sau nhưng bây giờ cũng phải tranh thủ tao cũng mệt mà bây giờ thì làm cho xong xuôi đã đói thì đói cả thôi nhưng ăn uống thì cũng phải có chỗ sạch sẽ chứ tôi cũng chẳng biết làm sao cho nên tranh thủ cùng với nó dọn dẹp bên ngoài rồi trải chiếu ra cũng may là chăn với gối thì vẫn còn nguyên không bị bẩn bụi như nhà mấy chiếc ghế mây cũng bị mờ hết đi cả một lớp sơn không trông khác gì là nhà cổ xu dọn xong xuôi tôi cũng chẳng buồn tắm rửa nữa hai thằng lấy túi đồ may sao vẫn còn nóng ngồi xuống ăn với nhau nếu mà có thêm thời gian thì chắc không phải ở cái chỗ này đâu ta với mày cũng còn mỗi ngày mai để mà dọn dẹp cho nó cẩn thận thôi. Tuấn lúc này nhấc cốc rượu nhỏ lên rồi tu một hơi hết sạch sảng khoái. Bên ngoài tiếng gió thổi hưu hắt thoảng vào bên trong, làm cho cánh cửa cũ kỹ rung lên từng hồi. Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh một lượt rồi nói: "Chốc lấy cái chiếu trải ra ở đây mà ngủ luôn, mai rồi tính, chưa vào bên trong cũng chưa có xu dọn gì lại càng khó ngủ. Mà mày đã nói chuyện với bà kia về chuyện tiền nong như thế nào hay chưa?" "À, giá thì rẻ nên không phải lo." chí ít ra thì nó còn rẻ hơn gấp mấy lần so với cả chỗ tao với mày ở trên kia hai thằng đi làm quần quật nguyên cả tháng mà nghĩ tới tiền trọ cũng phát ớn cả lên tao cũng đưa luôn cho bà ấy rồi chưa có đến triệu đâu nên cũng không phải cào nhào nữa còn tiền điện nước thì mình tự lo mà thôi tuấn nghe xong thì đáp lại tôi nghe tới đó thì mới nguôi cục tức ở trong người một ấn tượng trả mấy thiện cảm với cái chỗ này cách khá xa trung tâm mà hơn thế nữa lại còn không thấy bất kỳ một điểm gì làm cho tôi thích được. Nếu lúc nãy mà mụ chủ nhà kia lấy giá cao thì mai tôi cũng xu dọn mà đi mất chứ ở làm gì. Ăn uống xong xuôi, cho đồ đạc vào bên trong túi cất gọn sang một bên, hai thằng trải chiếu ra trên sàn nhà. Bóng đêm cũng bắt đầu phủ kín cả căn phòng chỉ còn một màu đen. Bên ngoài thì chỗ vườn âm u rậm rạp đáng sợ kia là những thanh âm va đập vào nhau của những âm thanh rít tai nghe đến mức sợ tôi thì lại không quen cho nên cũng không thể chợp mắt được dù cũng đã khá mệt mỏi rồi thế là lại phải bật chiếc điện thoại lên ngồi coi một lúc thì mới có thể ngủ được thằng tuấn nằm bên cạnh thì đã ngủ say như chết lúc nào thật ra đây là lần đầu tiên đi xa làm phần thưởng thì cũng khá là hậu hĩnh nên tôi với nó mới đi với cũng dạo tới tuấn lấy vợ cho nên phải tích góp nhiều thứ tôi thì vẫn lông bông chưa biết đâu mà lần được. Hai thằng quen nhau từ khi lúc làm đến giờ, cũng đã hơn 3 năm cho nên tình cảm cũng chẳng khác gì anh em trong nhà. Tại đều đi xa, để làm cả, với lại cùng quê cho nên hai thằng nương tựa vào nhau giúp đỡ trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Thời gian trôi nhanh mà chả mấy chốc đã sáng, tôi bị đánh thức sau tiếng ngáp to của thằng Tuấn. Nó nhìn tôi rồi phá lên. Sao mấy tí mà đã dậy rồi? Con ngủ được đâu? Lạ chỗ nên nằm cũng chả quen Cả đêm qua nóng quá Mà không tìm thấy cái quạt Bất chợt rồi ngủ quên lúc nào mà không hay Tôi gãi cái đầu Đi vệ sinh cá nhân xong xuôi Hai thằng đi ra bên ngoài ăn sáng Rồi mua thêm một số đồ nữa Về đánh rửa hết mọi ngóc ngách Mà căn nhà này đang chứa Vật lộn cũng phải mất nửa ngày Mồ hôi thì lấm tấm Tôi đi mua chút đồ về để tiện ăn trưa luôn ra bên ngoài mấy người xung quanh nhìn thấy tôi không hiểu là thần tượng hay sao mà ngó nghiêng mãi cho tới khi tôi đi khuất rồi mới xì xào những ánh mắt đó kiểu nghi hoặc làm cho tôi cảm thấy có điều gì đó hơi khó chịu nhưng thôi thì chắc là do mình là người ở nơi khác nên hơi lạ đống đồ được mua về hai đứa ngồi ăn với nhau tuấn nó cũng phải đi kiếm mãi thì mới ra được một cái quạt cỡ bé để phe phẩy một chút hai thằng chúng tôi thì cũng không bé cho nên cũng không biết là có chịu được không nữa. Ngồi ăn với nhau cùng với mấy đống giấy tờ được cho gọn vào chiếc laptop bên cạnh rồi bấm liên tục. Tuấn trông tôi rồi đưa tay lên chán kiểm tra. Không biết có phải thằng Tiến mà tao quen không mày? Nay đang ăn mà cũng dở việc ra mà làm nữa. Hay ở đây một đêm xong sáng hôm sau mất trí luôn hả mày? Hôm trước tao mãi làm việc cho nên nó bị đọng lại. Tí nữa là xong thôi. Tao phải tranh thủ làm. Chứ chiều mình đi tham quan một chút rồi bắt tay vào những ngày mệt mỏi có khi cũng không có nghỉ trưa đâu bao nhiêu nhà như thế này vừa đáp nhưng tay tôi vẫn không có dấu hiệu ngừng cho tới khi thằng tuấn rửa bát xong thì cũng là lúc tôi vặn người sau đó cố gắng nằm chợp mắt một chút để chiều còn đi ra bên ngoài nữa cũng chẳng có đi riêng lẻ làm gì vì vậy thấy cũng khá là vướng cho nên quyết định đi hết một xe cho tiện ra đến bên ngoài xã làm thủ tục đóng dấu xong xuôi kèm theo đó là cũng được mấy người sắp xếp cho chỗ làm Tuấn thì lo chuyện ở bên đấy Còn tôi thì đợi xe giao đồ đến Rồi kiểm tra xem lại có thấy đầy đủ hay không Quay đi quay lại cũng đã hơn 4 giờ Cũng vừa xong xuôi là lúc bên chính quyền nghỉ Mà ở đây có bên bãi sông kia kìa Ra ngoài bên đấy tắm phát cho mát Lâu lắm rồi ta cũng chưa được đi tắm sông Làm tao nhớ quá Chỉ suốt ngày không có cắm đầu vào cái máy tính Rồi thì lại đầu trần phơi hết chỗ này đến chỗ nọ Tuấn hào hứng ngồi trên con xe mà nói với tôi tất nhiên là cũng chẳng thể phản đối được ý kiến này rồi cho nên hai thằng nhanh chóng đi luôn ra bên ngoài bờ sông để bơi cảnh quê hiện ra trước mắt cũng khiến cho cả hai thằng cảm thấy dễ chịu từng cánh đồng lúc thì trời vẫn còn xanh và vương mùi hương dịu dòng sông chảy xiết dần từ từ theo ánh hoàng hôn tạo nên khung cảnh khá là thơ mộng tắm xong hai thằng ngồi trên bờ đợi cho ráo rồi mới đi về mải chơi quá cho nên cũng không có mua đồ ăn nên phải quay trở lại với mì gói. Ngồi trong nhà. Mà này, tao với mày đi lại quên mất là dọn sân sướng, chứ nó cũng bao nhiêu lá đấy. Nay ăn thế này thì nghỉ sớm, chứ mai 6 giờ là phải ra bên ngoài kiểm tra rồi, nhanh chóng đi làm đấy. Mũ nón đầy đủ hết cả chưa? Tôi gật đầu, sau đó ngồi uống nước bấm điện thoại rồi đi ngủ sớm tối nay thì có lẽ là do vận động cho nên cũng đã được ngủ một cách thoải mái với lại không có còn phải nằm đất như hôm qua nữa cho nên cũng đỡ nằm đất có một đêm nhưng cũng đã đủ khiến cho hai thằng khó chịu nhưng tôi thấy có tiếng bước chân nào đó vang lên rõ ràng bên ngoài phòng khách làm cho tôi mơ màng tiếng bước chân đó mỗi lúc một vang lớn hơn làm cho tôi cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng để ý thêm vì đã đêm muộn rồi không muốn mất giấc cho nên đành bị tai vào. Cái âm thanh kỳ lạ đó cũng phát ra thêm một lúc nữa thì mới ngừng lại hẳn. Sáng ngày hôm sau tôi nhìn thằng Tuấn rồi chất vấn. Tối qua mày làm cái gì mà ầm ầm bên ngoài phòng khách vậy? Không để ai ngủ à? Mày có bị làm sao không đấy? Tao ngủ ngay bên cạnh mày mà mày còn bảo tao ra bên ngoài được sao? Tuấn nghe xong thì khá là ngạc nhiên với câu hỏi của tôi. Thế thì đêm qua tôi nghe nhầm. Tuấn nó nói nó không đi ra ngoài thì chắc là nó không đi thật nhưng căn nhà chỉ có hai đứa thì đào đâu ra được âm thanh đó nữa tôi khẽ chẹp miệng rồi nói vớ vẩn một chút hay là mày bị mộng du tao nghe rõ ràng không sai vào đâu được thôi thay đồ nhanh nhanh lên rồi đi bắt đầu làm đi hạn ngày nghỉ cũng đã hết đến nơi rồi giờ thì bắt tay vào công việc của mình mà làm cho nó xong đi tuấn gạt đi những suy nghĩ hiện tại của tôi rồi nổ máy xe đi ra bên ngoài khóa cánh cửa lại cùng với cả xe cẩn thận hai thằng lại đi ra bên ngoài ăn uống rồi mới vào làm người đi qua đi lại chỗ làng thì cũng rất đông làm đủ mọi chuyện đám trẻ con cũng ý ới tíu tít nhau để cùng đi học tuy con đường đất nhưng quả thực là nó vẫn ấm áp và mang đậm cái dấu ấn của làng quê vật chất có thể nghèo nhưng tinh thần sự thật thà chất phác là thứ không thể thiếu được mọi người cứ như vậy làm cho hai đứa bọn tôi cảm thấy thêm phần vui vẻ Ăn xong thì hai thằng trở lại về ủy ban nhận việc, sau đó bàn giao lại đồ, rồi đi cùng từng chỗ một kiểm tra điện cho tiện thể thay luôn. Do có hai thằng nên phải tranh thủ từng nhà một nhanh chóng nhất có thể, rồi về lại ủy ban báo cáo lại cho những người trên kia nữa. Chúng tôi đều được những người dân ở đây quý mến. Cho đến trưa, hai thằng uống rượu bên ngoài thì Tuấn bảo với tôi về một vụ tiền nong chuyến này. Nó muốn vay tôi một ít bù vào chỗ này chỗ kia cho xong xuôi rồi tổ chức cưới tôi chẳng mảy may gì nhiều mà đều đồng ý vì cũng biết đợt này đang kẹt không có sao cả tôi vẫn một mình nên chưa dùng nhiều tới vẫn có tiết kiệm và gửi về quê cho gia đình là ổn hai thằng về bên ủy ban làm một việc phần còn lại xong xuôi đi trở về nhà trong lúc tuấn đi tắm tôi dọn dẹp lại chỗ lá bên ngoài với bịch bánh cầm ở trên tay không hiểu vì sao tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình quay đi quay lại thì không biết là lý do vì sao lại như vậy được nhưng chẳng thấy có ai ngoại trừ cái vườn cây um tùm lâu lắm rồi chẳng có ai quan tâm mấy dọn dẹp xong xuôi tôi đang định đưa chiếc bánh vào mồm thì thấy có một đứa bé đang đứng nhìn mình từ chỗ bên vườn kia tôi nhìn con bé một cách khó hiểu vì không biết nó từ đâu ra ánh mắt của con bé phát lên cái sự thèm thuồng bên phía bịch bánh của tôi tôi nhìn con bé rồi giơ bịch bánh lên trên tay rồi nói cháu có ăn không? Ê, mày nói chuyện với ai thế? Chuẩn bị đồ mà đi tắm đi thôi, tao xong rồi. Lời của thằng Tuấn phát ra đằng sau làm cho tôi giật mình quay lại. Tôi không biết trả lời như thế nào nữa mà đáp lại bằng một cách lắp bắp. Có con bé đứng kia mà thôi, tao tính cho nó cái bánh mà thôi. Thằng Tuấn nghe xong lúc này thì lại ngó ra bên ngoài để nhìn theo hướng của tôi chỉ. Đã nhìn về thì quay sang ngó nghiêng lại một lúc rồi hỏi. Mày có nhìn nhầm hay không vậy? Làm gì có ai đâu Mà ngó ra đó nói chuyện một mình Như là kiểu tự kỷ vậy Tôi nghe thấy nó nói như thế Thì hơi ngạc nhiên rồi quay lại vị trí kia để nhìn Nhưng không hề thấy bất kỳ một điều gì Tôi như đứng hình Không hiểu lý do vì sao con bé kia lại đi nhanh như vậy Khẽ đứng lên rồi ngó lại một lúc Tôi bỏ mặc đi vào bên trong nhà tắm rửa Con bé đó có điều gì đó kỳ lạ Nhưng bây giờ công việc của tôi nhiều Cho nên tôi cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm nữa những dòng nước mắt lạnh khiến cho cơ thể cũng cảm thấy xoa dịu được nhiều sự mệt nhọc của ngày hôm nay. Tại phải chạy đi chạy lại nhiều hơn thường ngày, nên chân cũng có phần hơi tê cứng. Mùi hương thơm của thức ăn của thằng Tuấn nấu bên ngoài cũng bắt đầu bốc mùi hương, làm cho cái bụng của tôi kêu lên ỏng ọc, thúc giục cái bao tử của tôi đang réo lên. Đột nhiên có tiếng động lớn ở bên ngoài của tôi, tiếng va chạm mạnh vào cánh cửa phòng tắm này. Tôi quay sang gọi lớn ra bên ngoài có chuyện gì mà ầm ầm lên vậy hả tuấn ơi hỏng cửa đấy không có tiếng đáp trả lại cho nên tôi cũng mặc kệ không để ý nhiều đi ra bên ngoài tôi ngồi xuống nhắc lại lời lúc nãy thì làm cho nó nhìn tôi hoài nghi mày có bị làm sao không vậy tao ra ngoài mua đồ sao lại có tiếng động ở cửa phòng tắm của mày được tôi nghe xong mà cảm thấy khó hiểu tôi rất tỉnh táo tiếng động lúc nãy như va đập vào nhau văng luôn cả cánh cửa ra cơ mà hay đây mày làm nhiều quá nên mệt công việc mới chỉ bắt đầu thôi mà Đừng có nghĩ nhiều Tuấn thấy tôi im lặng Không có nói thêm gì nữa Hai thằng ăn uống Nhưng trong thâm tâm của tôi lúc này Vẫn cảm thấy có một chút gì đó Hơi lo lắng về căn nhà này Với những gì bất thường từ đêm qua Sang hôm nay thì nghi ngờ lại mỗi lúc một tăng hơn Tôi chẹp miệng coi như không có chuyện gì xảy ra nữa để cho mình Ngồi ở trên chiếc bàn bấm chiếc laptop liên tục để kiểm tra lại những chỗ lắp đặt Rồi còn thêm những cái tên hộ dân khác Tuấn thì cũng xong việc từ chiều, cho nên nó ngồi nhìn ra bên ngoài hút điếu thuốc lá phả ra ngoài khoảng không, đôi mắt trầm tư suy nghĩ về biết bao nhiêu vấn đề đang bủa vây lấy xung quanh. Buổi tối hôm đó trôi qua có vẻ như khá là êm đềm với hai thằng. Trong đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, ánh đèn phát ra từ phía màn hình laptop cũng đã làm cho tôi uể oải. Gió bên ngoài thổi mỗi lúc một mạnh hơn làm cho tôi cảm thấy nổi cả da gà khét chẹt miệng tôi lấy lon nước ra tu lên ừng ực tuấn thì đang nói chuyện điện thoại với vợ sắp cưới đúng là mới yêu vào thì cái gì cũng khác chỉ xa nhau mới có một hai ngày trông sốt ruột quá trình dài răng rẵng mà không thể thiếu việc để nói rồi tôi cũng gọi điện về thông báo cho bố mẹ về tình hình cảm thấy chỗ này ổn chứ mà chỗ lạ không quen biết gì đến mà thắp nhang để cho đỡ áy náy không họ lại của trách cho thì lại mệt đấy con cũng nhìn chung quanh rồi Nhưng mà nhà này thấy bảo lâu rồi không ai ở Chỉ để cho thuê tạm mà thôi Nên không có thấy gì nữa mẹ Kệ đi mấy ai quan tâm mấy cái chuyện đấy Người còn đáng sợ hơn là ma với chả cỏ Cho nên mẹ đừng có mê tín nhiều Tôi đáp lại rồi cũng ngó nghiêng thêm phần chắc chắn Mẹ tôi nghe xong thì bắt đầu tuôn một chàng vì những lời phản bác của mình Tôi nghe xong thì cũng cố gắng gật đầu để cho mẹ tôi yên tâm Chứ không chắc hôm nay mất ngủ cả đêm mất lướt nhẹ màn hình, tôi tính dạo một vài vòng cho khuây khỏa đầu óc vì cũng đã khá mệt rồi. Những bước chân lang thang trên con đường vắng tanh chỉ có một màu đen. Nếu có ánh sáng thì cũng chỉ là chút từ ánh trăng ở trên bầu trời chiếu xuống còn lại là chỉ những tán cây xòe lớn ra. Những hàng tre xung quanh cũng va vào nhau kêu những âm thanh cọt kẹt. Tôi cảm thấy có âm thanh nào đó đang dội lại từng bước chân của tôi, làm cho tôi phải quay người lại để cảnh giác nhưng tuyệt nhiên là không thấy thêm bất kỳ ai tôi hơi cau mày nghĩ rằng mình chỉ hơi giật mình vì đi tối chút tôi đang đi thì thấy có bóng người trong làng đang lang thang đi ngược về phía của mình họ đi qua tôi lúc này nhìn tôi một lần trông hai người này cũng đã trung tuổi hai người phụ nữ nhìn tôi rồi mới hỏi cậu là người mới đến đây ở đúng không trông cậu lạ lắm không phải là người ở đây cũng chưa có đi hỏi thăm nên không có biết ai ra ai. Tôi gật đầu đáp lại rồi sau đó giới thiệu về bản thân của mình cho hai người kia nghe. Trong hai người ăn nói dễ nghe và có thiện cảm. Nhưng điều đó chỉ xảy ra cho tới khi có người hỏi tôi. Thế giờ cậu cho ở đâu? Do họ là người cuối làng nên chưa biết cho nên tôi đành phải chỉ về phía căn nhà của mình đang ở. Họ nghe xong thì có vẻ đã thay đổi cái nhìn về tôi. Rồi họ lắp bắt viện cớ đi có việc rồi nhanh chóng quay ngược lại mất hút khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Tự nhiên lúc nãy nói chuyện còn vui vẻ nhiệt tình lắm mà sao lại chạy đi mất vậy? Buồn cười thật đấy. Tôi đi qua từng căn nhà một, nhìn từng cái cây lớn đang cho những trái nặng chữ mà thích thú, sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại của Tuấn, trông nó có vẻ gì đó khá là hớt hải. Tiến à, mày đâu rồi? Có chuyện lớn rồi, về nhà ngay nhanh lên. Tôi tức tốc quay người lại chạy một mạch về nhà để xem có chuyện gì. Căn nhà này quả thực là không có ổn cho lắm, vì bước qua cánh cổng như lạc vào một không gian khác lạ nào đó, chứ không phải là một căn nhà. Tôi chạy đến nơi nhìn Tuấn đang chắp tay trước mặt mà thở dài, điếu thuốc cũng đã gần tàn chỉ còn chút ửng đỏ. Tôi nhìn nó rồi cau mày. Có chuyện gì vậy? Mày nói rõ ràng cho tao nghe xem nào. Mẹ nó không biết sao tiền tao mang đi ăn theo uống bẩm lại mất sạch, không biết là ai lấy mà tao ở nhà chỉ quanh quẩn ở chỗ này thôi nó vào trong nhà lấy thì chắc chắn là tao cũng phải biết chứ tuấn lắc đầu rồi thấy có vẻ hơi khó chịu tôi nhanh chóng chạy vào bên trong kiểm tra lại túi của mình cũng đã mất trắng không có bất kỳ dấu tích nào tôi đơ người luôn không biết nói gì tôi đi ra bên ngoài nhìn thằng tuấn mà an ủi thôi cứ bình tĩnh không sao cả không sao cái gì mà không sao mày nói dễ nghe nhỉ đồ ăn thức uống thì không có lương thì phải đến cuối tháng mới được lĩnh hoặc phải ít nhất là được một tuần tuấn nghe xong thì quay sang cáo gắt bầu không khí trở nên mỗi lúc một căng thẳng hơn làm cho tôi với nó không biết nên làm như thế nào nhưng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ mất nhanh chóng đến như vậy cho nên là cứ lao vào lục lọi ngóc ngách nhỡ đâu để tìm quên ở chỗ nào hay sao hai thằng cũng lục đồ của nhau để cho chắc ăn hơn và cũng chẳng thấy bất kỳ cái gì tôi không biết nên nói sao bởi vì là nếu như mất cả hai ngày như này cũng là một chuyện lớn nếu như mà mất vậy thì chỉ có hai trường hợp là do con người đi vào bên trong lấy thật hoặc là do thằng Tuấn lấy để làm điều gì đó. Tôi đang mông lung không biết làm sao, cho nên tôi tôi bỏ qua suy nghĩ, giờ cũng đã hành hạ bản thân hết cả ngày rồi, lại còn phải suy nghĩ những câu chuyện đâu đâu nữa thì làm gì còn tâm trí. Tôi động viên nó, "Thôi, đứng lên đi, lo lắng cái gì nào, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Cũng may là không có mất đi nhiều đồ, nên không phải nghĩ ngợi nhiều đâu, ngủ đi, mai rồi tính sau. An ủi nó là như vậy, nhưng tôi vẫn không thể dừng được con mắt hoài nghi đối với những gì mà nó đã nói. Bên ngoài lúc này không gian im lặng, chỉ văng vẳng đâu đó là những âm thanh của những con vật trong những hang hốc ẩm ướt nào đó, như muốn hòa vào dàn đồng ca ở đây. Tôi vắt tay lên chán cố gắng nhắc bản thân phải nghỉ ngơi, nếu không thì mai sẽ mệt mất. Nhưng đôi mắt mới nhắm lại thì có âm thanh hôm trước lại vang lên phá tan giấc ngủ. Tôi khá là bực mình, lúc này tôi mới vùng dậy, lại giật phăng cái chăn, ánh đèn điện ở trên điện thoại cũng phát ra đủ để làm cho tôi đi ra bên ngoài. Lần này chắc chắn là tôi không thể nghe nhầm được rồi. Âm thanh đó sát bên tai, kèm theo đó, lúc này tôi cũng đang hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đi ra bên ngoài tưởng sẽ phải đối đầu với một tên trộm nào đó. Nhưng kỳ thực buồn cười lại không có bất kỳ một âm thanh hay là một ai ngoại trừ cái tiếng cánh cửa đang đập mỗi lúc một liên hồi. Bật sáng ánh đèn lên cho căn phòng dễ nhìn, tôi ngó nghiêng lại một lúc, bên trong vọng ra tiếng của thằng Tuấn. Mày làm cái gì mà đêm hôm lục đục ầm hết cả lên như vậy à mày? Tôi không biết trả lời nó ra sao mà đi vào bên trong viện cớ rằng đi ra bên ngoài uống nước. Rõ ràng lúc này ở bên trong tôi nghe không có sai lệch một tí nào thế nhưng mà khi đi ra thì lại không có ai cho đến lúc này nằm lại giường tôi lại nhà thì âm thanh đó một lần nữa bây giờ nửa muốn đi ra nửa lại không tôi quay sang vỗ vai thằng tuấn nằm bên cạnh rồi hỏi mày có nghe thấy tiếng gì ở bên ngoài phòng khách hay không nó bị tôi quấy dày giấc ngủ cho nên cũng có phần hơi khó chịu lắng tai lên nghe nhưng lúc này cũng chẳng có ai còn bất kỳ một âm thanh nào nữa thì thay vào đó là cái sự im lặng đến đáng sợ nó quay sang lườm tôi một cái, không nói thêm gì rồi trở lại với giấc ngủ. Nó lẩm bẩm một câu tuy không to nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Mày làm loạn hơi nhiều rồi đấy, giờ thì ngủ đi để cho tao nhờ với. Tôi cũng nghe thấy vậy thì gật đầu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mặt trời mới hửng thì tôi đã tỉnh giấc, oải oải vươn vai một cái sau đó đứng dậy, nhưng đặt chân xuống dưới nền nhà thì tôi thấy những hạt cát bám vào mặt chân điều này khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu tôi bật đèn lên nhìn xung quanh thì hỡi ôi bên trong căn nhà không khác gì là một bãi chiến trường trông nó chẳng khác gì chỗ có người vừa đi đến quậy phá vào tối qua tôi lo lắng chạy ra để kiểm tra hai cái máy tính vì bây giờ chỉ có hai cái đấy là tài sản là cái thứ cần dùng vào hiện tại may quá là không sao tuấn đi ra bên ngoài cảm thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm trông nó đứng hình luôn không có nói được nên lời nó đi ra bên ngoài mở cửa thì thấy hai chiếc xe máy đã nằm ngổn ngang ở bên ngoài sân chắc hẳn là nhà nó tối qua có ai vào rồi tuấn lấy đèn pin soi từng chút một vì sợ bị tháo lắp mất cái gì nổ máy để kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần sau đó mới ngồi vào bên trong hiên nhà chỉ là có một chút va chạm thôi nên xe ổn không có vấn đề gì bên trong thì lộn xộn mất đồ tối qua không biết sao hết nhưng mà chốc thì phải tìm cái gì đó để bỏ vào bụng đây này Vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi làm Cũng muộn lắm rồi đấy Đi muộn không có hay đâu Tuấn chống xe xuống rồi ngồi dục Làm thủ tục buổi sáng xong Tôi bảo nó ra bên ngoài làm trước Còn tôi chạy xuống phía dưới nhà của bà chủ để hỏi chuyện Phải mất một hồi lần hỏi thăm Thì mới tới nơi Hai vợ chồng của ông bà chủ nhà tôi trông thấy Tôi tưởng như là có gì đó Không thiết tha lắm Bèn không để ý Cứ để tôi đợi một lúc khá lâu rồi mới đi ra Tôi phải giới thiệu thì bà ta mới chú ý kỹ, rồi mở cửa để tôi vào bên trong, ngồi cùng với thái độ quay quắt. Hôm trước tối quá cho nên là cũng không có nhận ra cậu, thông cảm cho hai ông bà già nên phải cảnh giác. Với lại hôm nay cậu sang đây có vấn đề gì thế? Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian vào mấy cái việc này, cho nên là cũng đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hai thằng bọn cháu hôm qua không hiểu vì lý do gì mà mất sạch tiền. Giờ cũng có người ở, chẳng có còn đồng nào để mà ăn uống tiêu pha, lương lậu cũng chưa được lấy, chúng cháu cũng ở đây lâu, cho nên là mong cô chú giúp đỡ bọn cháu vay ít tiền, rồi khi nào có lương, bọn cháu sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu. Bà ta nghe xong thì lại trở lại đôi mắt thăm dò nhìn tôi, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Rồi câu nói của bà ta khiến cho lúc này tôi cảm thấy nổi giận. Căn nhà lúc này rõ ràng là có vấn đề nhưng bà ta lại dường như có thấy nó quá bình thường và có thể là không biết cậu này hai vợ chồng chúng tôi chẳng có lấy cái gì làm tin ở đây được dù là cho cậu có thuê nhà của tôi đấy nhưng mà cái gì chung cái gì riêng thì cũng phải đàng hoàng đây cũng chẳng phải là chỗ cho vay với lại cậu nhìn đấy giờ còn mỗi hai ông bà già nương tựa với nhau làm gì có đồng nào ra đâu để mà cho cậu vay với lại nhà bác cháu thấy có cái gì cũng không có thấy an toàn mất đồ của cháu như này thì cháu cũng không biết nói làm sao nữa. Tôi cúi gằm mặt xuống mà nói, khiến cho bà Tan nổi điên hơn bất kỳ lúc nào. Tôi cũng chẳng biết, bây giờ các anh ở đấy cũng phải biết tự bảo quản đồ của mình chứ, đừng có hơi tí là lại sang đây thưa chuyện, mệt lắm. Tiền nong tôi rất song phẳng, nhưng tôi không có tiền. Biết sao được, các cậu ở nơi khác đến có chỗ ở là may mắn lắm rồi, còn muốn như thế nào nữa. Bà ta đập bàn, nói giọng nói cũng không ngừng nói những cái điều không hay. Bà ta nói cũng chẳng sai mà còn dựa theo những gì thực tế, cũng trùng cả với suy nghĩ của bản thân tôi nữa. Suốt từ tối ngày hôm qua, tôi ngồi nghe mà cứ thế nắm chắc bàn tay lại để kìm nén cơn giận đang dâng trào. Mình cũng chỉ là người ngoài mà thôi, cho nên không có nhiều sự tin tưởng mà họ cho vay dù đang ở đất của nhà họ. Tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa, vì đến vay tiền như thế này đã là không hay, vì ở được có mấy ngày thôi thì đành đi về chứ đôi co lại mất thêm thời gian chậm trễ việc ra đến bên ngoài đó tôi nhìn tuấn trong cái sự chán nản rồi thuật lại cho nó nghe toàn bộ những gì lúc nãy xảy ra tuấn cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà gắt lên khiến cho những người bên trong đều ngoái lại nhìn cái bà này mà nói với mày như thế sao nhưng tôi ra hiệu cho nó ngồi xuống tránh những lời nói không hay tôi chỉ biết cúi đầu rồi nói thôi thì tạm thời trưa nay sang bên nhà bên cạnh hỏi vay đã rồi mới tính thêm được giờ thì đi làm thôi Hai thằng lấy xe sau đó đi làm công việc của mình. Thời tiết ngày hôm nay cũng có phần đỡ gay gắt hơn so với hôm qua. Ánh mặt trời sói thẳng làm cho không khí cũng trở nên nóng bức. Bỏng cả da. Còn bây giờ thì lại không có ánh nắng, nhưng vẫn cứ oi bức khó chịu. Xong xuôi cũng đã hơn 10 rưỡi, hai thằng cất đồ rồi đi về nhà để đi sang bên nhà hàng xóm vừa làm quen, vừa hỏi chuyện vay mượn xem như thế nào. Tuy lúc đầu có vẻ ngại ngùng, và thêm vào đó là sự từ chối lúc nãy của bà chủ nhà, cho nên là tôi cũng không có muốn tình trạng như vậy lặp thêm một lần nào nữa. Nhưng khác hẳn so với những gì mà tôi cảm thấy đang lo lắng thì những người ở bên kia có vẻ quan tâm chúng tôi hơn, dù mới chỉ là gặp lần đầu. Ở đây mấy ngày mà cũng chẳng chào hỏi vì lu bu công việc quá. Nhà người hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ với thái độ vui vẻ. Không sao đâu, dù sao thì các chú cũng ở đây có một thời gian ngắn thôi còn lạ nước lạ cái nhiều, cho nên cứ từ từ. Bên nhà cũng chẳng có thiếu gạo, nên cứ sang đây nhé. Hai thằng trở về nhà cầm gạo và chút ít tiền vay mượn. Có chút ít đó, nhưng mà ngại ngùng, tôi chẹp miệng nói một câu. Giá mà mụ chủ nhà cũng như vậy, thì tốt biết mấy. Sáng ngày tao nghe chửi mà không thể cầm được tức. ơi mỗi người một tính nết. Mày để tao sang nói chuyện với mụ ấy cho ra nhẽ, chứ không để mụ ấy nói như vậy được. Mà có ai biết không hả Tiến? tuấn nghe xong thì hỏi tôi đôi mắt nó bắt đầu long lên rồi những cái vệt gân cũng đã hằn lên trên trán trông đáng sợ tôi lắc đầu rồi gạt nó về nhà cơm nước trong căn nhà bừa bộn đến mức chán nản mà tôi không có muốn nói nữa nhưng nó a à, nhưng nó giờ hiện tại đang ở chỗ mà tôi nhưng nó giờ hiện tại đang là chỗ mà tôi ở nên là phải bắt tay vào dọn dẹp cho sạch sẽ nghỉ ngơi ăn uống chiều còn lấy sức làm việc nữa, nhưng có lẽ đối với tôi ngày hôm nay cũng chẳng có mấy hay ho gì. Ăn xong thì lúc này Tuấn mới nói với tôi, mấy cái này cũng hơi mệt đấy, người ta có ý tốt giúp đỡ cho nên là có tiền thì nhanh chóng mà trả cho họ, không thì ta cũng thấy áy náy lắm, không làm sao mấy bữa nữa nhận lương đầu tuần thì sẽ ổn thôi, cho nên là nhờ họ thêm vài bữa nữa là được. Tôi gật đầu sau đó quay người nhanh chóng xếp dọn đồ đạc lộn xộn hai thằng tranh thủ thu dọn một lúc buổi trưa rồi nằm nghỉ ngơi để lấy sức chiều còn đi làm nhưng sự bức dứt ở trong người cho nên tôi cũng chẳng có ngủ được cầm túi bánh ra bên ngoài ngồi nhìn ra bên ngoài dưới bóng cây dâm mát cùng với lại những cơn gió thi thoảng sộc tới mát rượi cái bánh mới ăn được một ít thì tôi lại thấy đứa bé hôm trước nó lúc này nhìn tôi với đôi mắt tội nghiệp làm cho tôi lúc này tiến lại rồi đưa chiếc bánh cho nó mà nói cháu có muốn ăn chút bánh không con bé gật đầu rồi đưa tay đỡ lấy tấm bánh của tôi đưa cho nó. Cho lên mồm nhai nhồm nhòm, không có nói thêm câu gì, ăn uống rất vội. Tôi nhìn con bé rồi bắt đầu hỏi chuyện. Nhà cháu ở bên kia, hay sao lại sang đây như vậy chứ? Con bé không đáp mà lắc đầu, sau đó chào tôi rồi chạy vào bên trong khu vườn. Tôi cũng tính đi xem nó đâu, nhưng khi chỉ lơ đãng một chút là đã khác rồi. Con bé biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi. Nó dường như chỉ trong tích tắc nhìn vườn cây rậm rạp âm u tôi cố gắng xem xét kỹ lại khu vườn để muốn biết con bé vào bên trong đây bằng cách nào nhưng tìm mãi mà không có tôi đang loay hoay với hái chút quả rồi để vào người mang về tuấn đi ra thì hớt hải mặc vội quần áo mặc đồ rồi đi thôi vừa có cuộc gọi phía bên công ty mà mày đi đâu vậy tao đi ra bên ngoài vườn lắm hoa quả phết mày ạ à? giờ thì ăn đi thôi đồ ngon đấy Tôi ném thức quả cho nó rồi lấy đồ chuẩn bị đi ra bên ngoài. Tuấn nhìn tôi với một con mắt gì đó hơi ái ngại. Tiền vay thì cầm đi cho chắc, mất số này thì coi như là xong đấy. Tôi cười cười đồng ý, hai thằng đi làm cho mãi khi tối mịt mới về. Mua bù thêm vào đó là bao nhiêu đồ ăn thức uống về dự trữ trước. May sao ở đây mọi thứ cũng không đắt đỏ lắm mấy, cho nên cũng đủ chi tiêu cho mấy ngày còn lại. Tối hôm đó, hai thằng đang ngồi ăn uống với nhau thì bên ngoài có tiếng động như có ai đang đi vào bên nhà trong. Tức thì, hai thằng bỏ ngay sát đũa xuống, chạy ra nhưng không có ai. Tuấn đảo mắt liên tục tìm kiếm nhưng thực sự không thấy có bóng người nào hết. Quay trở lại mâm cơm, không nói với nhau câu gì, xu dọn cho sạch sẽ, hai thằng bắt đầu lao vào với chiếc máy tính. Mấy ngày yên ả cứ thế trôi qua, rồi đột nhiên mấy ngày sau, thì trời lại nổi những trận mưa lớn như chút nước nhìn từng hạt mưa tầm tã hai thằng lắc đầu ngán ngẩm bởi vì cũng chẳng thể đi làm được mà đành ngồi ở trong căn nhà có phần bí bách khó chịu đã tính là nếu đi làm đầy đủ thì mất có hơn tháng rồi nửa tháng sau lại kiểm tra cho đầy đủ mà trời mưa gió như thế này thì quả là chẳng đi đâu được làm chắc phải đẩy sang một thời gian nữa tôi cũng biết điều đó nhưng chẳng thể làm điều gì khác được và rồi tối hôm đó trong cơn mưa tầm tã có những tiếng cãi chửi nhau lớn vang lên bên tai làm cho hai thằng có chút gì đó sợ hãi tiếng bắt đũa vỡ tan tành tung tóe lần này tuấn cũng nghe thấy nó khẳng định với tôi là về những gì mà hai thằng đang phải lắng nghe có ai ở bên ngoài này vậy ra nhanh xem nào nhưng khi hai thằng đi ra bên ngoài thì lại chẳng có bất kỳ một cái gì cả chỉ là một căn nhà vắng mang bao nhiêu điều kỳ lạ đã kiểm tra xong hai thằng quay lại vào giường thì âm thanh kia lại phát ra rõ mồn một, một. Tiếng động quấy dày nguyên cả đêm làm cho hai thằng mất cùng ngủ liên tục. Dù có ra kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi thứ lại trở về với nguyên vẹn của nó khiến cho tôi đã nghĩ theo lời mẹ là căn nhà này có ma. Sáng ngày hôm sau, trời tối đen kịt và những hạt mưa dày đặc. Tôi lại nhìn qua khe cửa sổ thấy con bé hôm trước đang đứng dưới mưa một lúc Tôi nhìn con bé mà mở tung cửa sổ rồi quát lớn Trời mưa Sao con đứng đấy làm gì Vào trong đây không là bị cảm lạnh đấy Nói rồi tôi định đi ra bên ngoài Thì Tuấn lại đi vào cau mày nhìn tôi rồi hỏi Mày nói chuyện với ai vậy Sao lại mở cửa sổ ra như thế kia Mưa hắt hết vào áo rồi cái kia kìa Tôi cũng chẳng để ý mà mình cũng đã ướt sũng ra rồi Cơn mưa to quá Nên khó có thể tránh được nếu mở cửa sổ ra Tôi quay người lại định gọi con bé, nhưng nó một lần nữa lại biến mất trong sự bí ẩn làm cho tôi đơ người. Tuấn thì gắt lên. Thích thì ra bên ngoài mà tắm mưa, chứ mở cửa hắt vào, giờ giờ ưng ương lại ốm ra đấy. Ra mà làm trước đi thì mấy bữa nữa chỉ có đi lắp thôi. Có thời gian mà không làm nữa thì để bao giờ. Tôi đóng cánh cửa vào đi sang bên nhà tắm lấy khăn lau qua người. Hai thằng dán mắt vào bên trong cái màn hình với những thông số dài mà chán ngán nhưng bây giờ thì vẫn chắc phải bám lấy nó mà thôi hoặc là lăn ra ngủ. Tôi nhìn ra ngoài trời, cái thời tiết này thì cũng không biết bao giờ mới mới tạnh để làm. chí ít ra thì không được dính mưa, nếu không thì coi như là hỏng hết. Tôi ngáp ngắn ngáp dài bảo Tuấn đi nấu đồ ăn. Tuấn đi ra nhìn tôi mà lắc đầu, vì hai thằng ăn cũng khỏe mà hết sạch đồ, tiền vay thì cũng đã hết, giờ cũng muốn đi để mà ứng tiền thì chắc gì mưa gió đã có ai đi ra đấy. Trong khuôn mặt của nó mà tôi cũng cảm thấy chán ngán Chắc lại phải mặt dày sang bên đấy để vay tiếp rồi Nhưng mà phải đợi cơn mưa ngớt đi Chút nữa mưa to quá mày ạ à. Thôi cố ăn nốt hôm nay rồi tính sau Một bữa trôi qua xong xuôi Nhưng mưa vẫn không hề ngớt Ngồi bên ngoài nhìn ra Không gian bên trong nhà có vẻ bức bối Đống công việc cũng đã xong xuôi Hai thằng chúng tôi đi vào bên trong giường nằm những âm thanh kia vẫn cứ vang lên liên tục như một thường lệ suốt mấy ngày hôm nay hai thằng cũng đã chán ngán đối với cái vấn đề này rồi cho nên cũng không có muốn đi ra xem xét nữa bởi vì là cũng chẳng có gì cuối cùng cả mấy ngày nay mệt quá rồi hay là hỏi xem có chuyện gì thôi chứ không theo tao nghĩ trong nhà này có gì đó không hay rồi tuấn nói trong bóng đêm khiến cho tôi khá là giật mình tất nhiên là tôi biết điều này nhưng tôi có thể làm gì khác đây Tôi cũng đang tính gặp bà chủ nhà nói chuyện cho phải. Căn nhà không có người mà sao luôn xuất hiện những điều kỳ lạ. Tổn hại thì may sao cũng chưa có nhiều vì chỉ mới bị mất hết số tiền đem theo ăn uống mà thôi. Nhưng mà có lần tiếng kêu vỡ của bát đĩa đã văng tứ tung trong phòng bếp cũng làm hai thằng tưởng là mọi thứ đã tan tành hết rồi. Nhưng không sao hết cả. Nhiều lúc tỉnh dậy tôi thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng lúc đầu tuấn cũng không có chú ý tới mấy việc này nhiều bởi vì căn bản là cũng mệt kèm theo đó là do tôi suy nghĩ lung tung nhưng cho đến giờ phút này thì nó cũng phải cúi đầu mà chấp nhận lấy điều này chẳng có ai hơi đâu mà rảnh rỗi đi vào bên trong nhà để mà quấy phá liên tục được căn nhà được su dọn sạch sẽ kiểm tra kỹ trước khi đi nhưng sau khi về thì mọi thứ lại giống y như lúc đầu hai thằng bước vào bên trong căn nhà này vậy sáng ngày hôm sau mưa đã bớt được một chút nhưng tùy lúc mưa to mưa nhỏ nên không có biết đi đâu mà lần được tôi với tuấn ngồi hút thuốc mà cười lớn nói nếu mà không phải lo nghĩ mấy chuyện tiền bạc thì coi đây là chuyến đi nghỉ mát của tao với mày thôi đằng này lại lắm thứ lu bu xảy ra quá tôi nhìn cơn mưa nhỏ dần rồi quay sang bảo nó giờ tao với mày quay sang nhà bà chủ xem như thế nào đã để giải quyết mấy cái vấn đề kia đi tuấn đồng ý Hai thằng bước trên con đường đất nhầy nhụa do mưa xuống, đất bám hết vào chân, hai thằng cũng phải cố gắng cẩn thận nếu không thì sẽ bị ngã xuống dưới đất. Đi đến bên nhà bên đó, lần này thì Tuấn gọi cửa đi vào bên trong. Bà ta thấy Tuấn lúc này khuôn mặt trông đỡ căng thẳng hơn. Hai đứa bọn tôi ngồi giải bày cho bà ta về câu chuyện của những ngày trước. Mụ ta cố gắng tỏ ra vẻ điềm nhiên nhưng không giữ được trong lời nói. Hai cậu nói thế nào? Nhà người ta ở bao nhiêu năm, chẳng sao mà hai cậu cứ kiếm chuyện ở đây vậy. Nếu mà không thích thì có thể đi chỗ khác, nhưng mà tiền cọc rồi không có lấy lại được. Đó, tôi chỉ có nói thế thôi, hai người hiểu sao thì hiểu. Biết là cũng chẳng thể làm gì được bà ta, Tuấn có vẻ giận dữ ra mặt, nhưng cuối cùng tôi cũng ra hiệu cho nó trở về. Hai thằng đi về thì trời đột nhiên nổi một trận gió lớn, rồi mưa to không kịp trở tay mà ướt sũng như chuột lột. Mày nói thế nào đi chăng nữa, thì bà ta cũng là người ở đây mình đi nơi khác đến nói thì làm sao lại được thôi mặc kệ đi giờ còn phải lo xem có cái gì bỏ vào bụng hay không hay là thích chết đói tôi uống xong cốc nước rồi đi ra bên ngoài vườn kiếm vài cây rau về luộc ăn tạm may sao hôm trước vay gạo vẫn còn ít cho nên vẫn có cái để mà ăn ra đến bên ngoài vườn tôi đi mò hết chỗ này đến chỗ nọ toàn cây là cây nhưng may sao có một góc nhỏ trồng ít mồng tơi hái xong xuôi tính chạy vào bên trong nhà để nấu thì tôi va phải cái gì đó cứng ở trên một túm cây rậm rạp khiến cho tôi chân đau nhói tôi định đạp thêm phát nữa nhưng nghĩ lại thôi nên tôi vén bụi cây rậm rạp ra để lộ ra ba chỗ thờ nhỏ vẫn còn di ảnh của một gia đình tôi há hốc mồm khi thấy số tiền của mình lại ở chỗ này càng lúc tôi càng cảm thấy khó hiểu không sai vào đâu được số tiền hai thằng mất đều đã được thông báo tìm kiếm khắp xung quanh nhà nghĩ rằng tiền không cánh mặt bay đi mất giờ thì lại xuất hiện ở đây gió thổi mỗi lúc một lớn tôi cầm lấy số tiền vái nhẹ vài cái rồi ôm bó rau đi trở vào bên trong nhà lướt qua một cái ban thờ ở góc dưới tôi giật mình nảy lên mồm run run không nói nên lời nhưng mà vắt chân lên cổ chạy sập về nhà tuấn trông tôi vừa ướt mà mắt còn đảo liên tục vì nhìn sợ hãi điều gì đó nó hỏi tôi dối rít có chuyện gì sao trông mày hớt hải như bị ma đuổi vậy nói rõ tao nghe xem nào tôi lau qua cái mặt cho đỡ khó chịu rồi nuốt nước bọt con bé kia mấy hôm trước tao gặp tao cũng đã bảo mày nhiều rồi đấy mà bây giờ lúc nãy tao vừa mới gặp thì thì nó đã chết rồi lời nói của tôi khiến cho tuấn cũng sững người gió rít bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa va thẳng vào cái chân của tôi may sao lực chưa có đủ mạnh nên tôi cũng không có vấn đề gì thế nhưng đôi mắt của tôi lại đỏ ngầu lại tôi nhìn thằng tuấn rồi cười lên một điệu ma quái sau đó lao vào thằng tuấn như một con thú hoang rồi định ăn thua với nó nó cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với tôi và cố gắng khuyên nhủ nhưng tôi chẳng còn tỉnh táo nữa nó cũng bị tôi đánh đến thâm mặt mũi nhưng nó to hơn tôi nhiều cho nên là xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng hơn tôi vùng vằng nhưng không thể thoát ra được nó lấy bình nước dội thẳng vào người. Tôi run lên cầm cập, sau đó ngất liệm đi trong sự hoảng loạn đó. Nó vỗ người tôi liên tục, nhưng không hề có bất kỳ một động tĩnh nào nữa. Quá hốt hoảng, cho nên nó bèn đưa tôi sang bên nhà hàng xóm bên cạnh. Hai thằng đội mưa đi sang bên đó, thì người đàn ông trung niên hơn chúng tôi mấy tuổi nhìn thấy vậy thì đã vội vã hỏi. Chú Tiến kia làm sao đấy? Người hai thằng làm sao thương tích đầy thế kia? Đi vào bên trong nhà đi, nhanh lên không lại cảm đặt tôi nằm xuống giường lau dọn cơ thể cho khô tuấn bắt đầu xoa bóp lại cơ thể đầy thương tích do tôi gây ra cho nó nó ngồi xuống dưới ghế nhìn ông anh rồi nói chắc là nó bị nhập đấy anh ạ à. trông nó lạ lắm rồi cứ lao vào người em như là muốn ăn đủ vậy may sao là em đã dội nước vào cái là nó cũng ngất đi luôn không biết sao tỉnh dậy sẽ ra sao nó đi thay quần áo của ông anh kia sau đó uống cốc nước trà gừng nóng hổi được pha Ông anh kia nhìn tôi mà lắc đầu Đáng lẽ ra tôi cũng nên bảo sớm với các cậu Có lẽ là các cậu không nên ở chỗ đấy Nó rất là nguy hiểm Tuấn không hiểu anh nói đến cái gì Và đang tính hỏi lại thì tôi cũng từ từ mở mắt Làm cho hai người giật mình Đầu óc của tôi lúc này choáng váng Cơ thể cảm thấy chịu nặng Tuấn thấy tôi tỉnh nhanh chóng Lại chạy ra mặt quát Mẹ mày, làm tao sợ hết hồn Tự nhiên quay ra đánh tao Mày điên à, tao làm gì có biết gì đâu giờ không biết sao đầu đau thế tôi ôm lấy đầu của mình ông anh kia nhìn hai thằng đang trách móc nhau mà không khỏi phì cười nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi kèm theo đó là một lời đề nghị khá là nghiêm túc theo anh thấy thế này hai chú đừng về chỗ đó nữa chẳng ai dám lại gần chỗ đó mà mấy chú cũng bảo thật ở hẳn trong đấy hơn tuần nay gặp chuyện này thì cũng đã hiểu lý do rồi chứ thôi nhà anh thì vợ và con cũng về ngoại hết rồi nên không có vấn đề gì một mình anh ở nhà cũng buồn tiện để anh đi làm bữa ba anh em mình ngồi nhậu rồi anh sẽ kể thêm ấy chết như vậy thì phiền anh quá với lại có nhiều cái không hay tuấn nhanh chóng đáp lại ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn ông anh kia lắc đầu không sao cả giờ mà về thì lại càng rắc rối thêm ấy tin tôi đi Thấy ông anh nói như vậy thì hai thằng cũng khó có thể mà từ chối được nhanh chóng gật đầu. Tôi thì vẫn còn đang choáng váng nên Tuấn phụ giúp cùng ông anh làm bữa. Đồng hồ điểm 6 giờ, mọi thứ lúc này cũng chỉ là bóng đêm và nước mưa là rõ rệt nhất. Mâm cơm thơm phức cũng đã được bày biện ra bên ngoài kèm theo đó là chai rượu cũng đã được đặt ở bên cạnh mâm. Ba người cũng bắt đầu vào bữa nhậu của mình. Cốc rượu cũng được tu sạch kèm theo một hơi khà sảng khoái tôi cũng đã phấn chấn lại được cơ thể thấy ổn hơn lúc nãy tôi nhìn ông anh rồi nói chuyện về những thứ mà lúc nãy tôi đã nhìn thấy ở bên ngoài cái vườn kia trông mọi chuyện dường như có thứ gì đó không ổn làm cho ông này cũng khá là mất bình tĩnh ông anh nhìn lại hai thằng bọn tôi một lượt qua loa sau đó cầm cốc rượu lên uống cạn tôi trông anh ta chưa có nói thêm điều gì mà cũng hơi nóng lòng tuấn khẽ vỗ vai ông anh rồi nói cứ bình tĩnh thôi anh Chắc hẳn nó đáng sợ lắm Cho nên anh mới như vậy phải không Ông anh quay sang nhìn ra bên ngoài bầu trời Rồi châm một điếu thuốc nhả khói ra Làn khói trắng cứ như thế bay từ từ lên trên Mang theo bao nhiêu ký ức đột nhiên ủa về Nhấm nháp thêm một lúc trong sự im lặng Cuối cùng ông cũng nói câu chuyện về năm xưa Những gì bí ẩn của căn nhà trọ Mà hai thằng bọn tôi đang thuê ở đây Và chính xác là gần ngay nhà của ông anh này căn nhà này lúc đó là của hai vợ chồng có tên là diện sinh sống cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm hơn khi có thêm một đứa con gái bé bỏng bao nhiêu yêu thương tình cảm hai vợ chồng dành hết cho đứa bé nhà cũng gọi là khá giả người chồng là một người chăm chỉ làm lụng lúc nào cũng cố gắng nỗ lực hơn để lo cho con cái có một tương lai hạnh phúc hơn sau này hai vợ chồng rất được lòng bà con ở nơi đây chính ông anh đây cũng là người thân thiết cùng với hai vợ chồng hai cặp đôi chạc tuổi cho nên cũng tương đồng nhiều cái. Vườn tược cây cối lúc đó cũng được tỉa tót trang hoàng một cách sạch sẽ. Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, đầm ấm khiến cho ai nấy nhìn vào mà cũng cảm thấy thèm muốn. Nhưng dòng đời bất công, không ai nói trước được bất kỳ chuyện gì xảy ra đối với ai. Gia đình hạnh phúc đó cũng chẳng phải ngoại lệ. Một lần đi mua đồ về cho con, anh diện này không may đã gặp phải một tai nạn kinh khủng cũng may là đã được đưa đi cấp cứu kịp thời chứ không thì cũng không qua khỏi rồi nhưng sau vụ tai nạn đó thứ mà anh ta gánh chịu lại là một cú sốc mà người luôn lạc quan như anh dân lại không thể nào thoát ra được đó chính là anh bị tàn phế cả hai chân khi nghe được tin anh ta như sụp đổ hoàn toàn tuổi đời vẫn còn trẻ cho nên là mất đi đôi chân cũng chẳng khác gì mất đi cuộc sống rồi cuộc sống sau này anh sẽ làm được gì nữa đây vợ con sẽ để cho ai nuôi tính tình của anh cũng trở nên một cách hoảng loạn Ông anh đây cũng đã sang thăm, cũng đã động viên nhưng khó lòng nào có thể nguôi ngoai được sự việc này. Cô vợ thì cũng biết rằng chồng mình cũng không thể cáng đáng hết mọi thứ được nữa, cho nên cũng bắt đầu lao vào để kiếm tiền nuôi gia đình, rồi kiếm tiền thêm để thuốc men cho người chồng tàn tật của mình. Đứa bé gái mới có mấy tuổi nhưng rất hiểu chuyện, mẹ đi làm cho nên con bé cũng phải thay mẹ chăm sóc người bố của mình. Căn nhà lúc này cũng thiếu vắng đi tiếng cười vốn có của nó, dường như đã tách biệt ra với tất cả mọi người chị vợ cũng chăm chỉ đi làm từ sáng tới tối mịt mới về anh dân thì lúc này trông thấy vợ mình vất vả chịu khổ mà cũng không biết làm gì thêm lúc nào cũng tự trách bản thân của mình vô dụng không làm gì được cả anh cũng cố thử rất nhiều lần để lấy những tia hy vọng mong rằng anh sẽ có thể di chuyển được dù chỉ là một ít hy vọng và cố gắng là một chuyện nhưng hiện thực thì lại tàn khốc rất nhiều anh cũng chẳng thể làm khác gì được anh ta đập phá mọi thứ một cách điên cuồng vợ về ngăn cản an ủi nhưng anh ta lại đánh cả vợ một người đàn ông lúc này hết lòng vì gia đình nhưng đã bất lực vì sự tàn khốc cuối cùng cũng đã chẳng có giữ được sự bình tĩnh nữa tuy rằng anh ta bị như vậy nhưng vợ con vẫn luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho anh ta anh ta chán nản ngày đêm chìm vào trong cái men rượu để quên đi hết những gì đang diễn ra anh chàng này đánh đập vợ con rồi cằn nhằn nhiều thứ Cô vợ cũng đã khổ cực lắm rồi Giờ lại thêm những gì mà chồng đã gây ra nữa Thì lại càng suy sụp tinh thần hơn Và cuộc sống này dần trở đi Cũng chẳng có mấy tốt đẹp được nữa Suốt ngày đánh đập Gia đình đầm ấm ngày nào bỗng chốc Chẳng còn lại gì cả Nhà cửa cũng chẳng được chăm nom Những cái cây cũng nhanh chóng sum xuê Không ai tỉa gọn được nữa Nghe đến đây Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu Mỗi người có một ý chí không thể trách được Chỉ có số phận đặt người ta vào Ba người chẳng nói thêm gì mà chỉ có tiếng thở dài xót thương cho anh chàng kia đã không thể có được cuộc sống như mình mong ước. Thế rồi một ngày chán nản, hai người cãi nhau ầm ĩ, đứa bé cũng khóc đến cạn cả nước mắt khi chứng kiến cảnh hai bố mẹ nó cãi nhau. Nói chung nó chưa bao giờ phải chịu những cái cảnh tượng như thế này. Con bé cũng đã suy sụp dần dần. Anh chồng này cũng đã quá giới hạn rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa rồi quyết định thiêu rụi hết toàn bộ căn nhà và ba người ở trong đó mọi người lúc này biết tin thì cùng nhau kéo tới để dập lửa nhưng đã quá muộn căn nhà vẫn còn nguyên nhưng mọi thứ bên trong thì cũng đã đen sì cũng chẳng biết nên làm như thế nào nữa cho nên bà chủ nhà này quyết định làm ban thờ ở bên ngoài vườn rồi bỏ ra một số tiền lớn để sửa sang lại căn nhà này với ý định cho thuê lại để kiếm tiền tôi nghe xong mà đập lớn vào dưới nền chiếu sao bà ta lại có thể dùng được giấy tờ đất đai các thứ thì sao bà ta là cô gần cho nên có thể lấy được. Nhiều người đã khuyên can, không muốn cho bà ta làm như vậy, nhưng chỉ nghĩ đến đồng tiền thì làm gì còn chú ý tới mấy chuyện đó nữa. Ông anh lắc đầu đáp lại trong sự chán ngán. Cũng chẳng ai ngăn cản gì thêm được nữa, cứ thế để cho mụ ta tiến hành việc của mình. Sửa sang lại nhà xong xuôi, đồ đạc cũng được chuẩn bị một cách chu đáo, mụ ta cũng bắt đầu cho thuê căn nhà này. Lúc đầu chưa có chuyện gì với mọi thứ cũng được bà ta dọn dẹp đàng hoàng, tiền thuê nhà cũng là một thứ đắt đỏ. Bảo sao đợt này mụ ta lấy rẻ như vậy. Em và thằng Tiến lúc đầu cũng đang tự hỏi với số tiền kia mà cũng có thể ở được căn nhà như thế này thì cũng thấy là rẻ, hóa ra bên trong của nó có một thứ đó sâu xa hơn nữa. Phải đấy." Ông anh kia uống cạn cốc rượu rồi lại đáp. "Lúc đầu có vài người chuyển sang đấy sống, nhưng những tình trạng giống như hai bọn tôi, đỉnh điểm là có một người nhập đến mức làm những điều ngu xuẩn." về sau bị điên càng ngày lại càng có nhiều người đồn thổi về căn nhà ma ám này mấy năm trôi qua cũng chẳng có ai bén mảng lại tới đó nữa vì sợ sẽ gặp phải những điều không hay bà chủ nhà khi sang bên này cũng bị một đêm hú hồn bạt vía mà bỏ chạy lấy người bà ta bị như vậy nên cũng chẳng có lại gần căn nhà cũng cứ như thế mà bỏ hoang thi thoảng trong đêm tối anh ngồi ở trên mái hút thuốc còn nghe thấy tiếng khóc thút thít thảm thiết của cô vợ đời đúng là bất công ông anh lắc đầu tôi cũng nhanh chóng lấy tiền ra để gửi lại cho ông anh này chỗ mà hôm trước hai thằng đã vay uống cạn cũng là lúc cả ba đỏ hết cả mặt lên ai nấy cũng ngà ngà hết cả ngồi nhìn điện thoại câu chuyện kia có điều gì đó làm cho ai nấy cũng cảm thấy thương xót còn tôi hôm nay bị như vậy cho nên cũng đã cảm thấy sợ rồi sợ thực sự rồi nghĩ đến đứa bé đáng thương kia tôi nghĩ rằng gia đình này cũng chưa thể siêu thoát được cho nên vẫn ám vào căn nhà này bà chủ nhà đúng thật là không có gì ra khi lấy đất của người ta, cũng không xem xét cho cẩn thận, lại để mọi thứ thành ra như vậy. Hơn nữa, lại còn gây nguy hiểm cho bao người. Ngay như tôi giờ nếu mà để một mình cũng không dám bước chân vào đấy. Ngoài trời vẫn là tiếng giả dích, mãi cho tới tận khuya mới ngớt, thì ba người đàn ông trong căn nhà nhỏ này cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất, bởi vì là ở bên đây chẳng hề có sự quấy phá nào ở trong đêm tối nữa một giấc nồng cho tới tận sáng tôi tỉnh dậy vươn vai rồi đi ra bên ngoài ngắm lại cảnh vật sau khi kết thúc trận mưa lớn tất cả được gội rửa một cách sạch sẽ không khí thoáng mát tuấn cũng đi ra rồi hai thằng cảm ơn ông anh kia rồi quyết định về nhà ông anh có lên tiếng hỏi thế hai chú vẫn quyết định quay về đấy à phải cẩn thận đấy nếu không thì lại không hay đâu em cũng đã suy nghĩ rồi chắc có lẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề này nếu không cứ để mọi thứ diễn ra như vậy thì là không có hay tôi nhanh chóng đáp lại vẫn còn đường đất bầy nhầy với những vũng nước vẫn còn ở đó đi vào bên trong nhà tôi lấy một hơi thật sâu mở tung cánh cửa ra bên ngoài vẫn là cảnh tượng hỗn độn với những thứ bay tứ tung chúng tôi đi vào bên trong nhà kiểm tra nhưng tôi thấy tuấn lúc này đi vào bên trong nhà nó dường như bất động trước những gì mà nó nhìn được tôi thấy nó đứng ở đó với cái vẻ hơi lâu Tôi đi vào bên trong vỗ vai nó rồi trêu Có gì hay sao mà mày đứng đơ như vậy hả à? Lại bị nhập à Nói rồi Tôi quay theo hướng của nó nhìn xem Thì có vấn đề gì không Lúc này tôi mới đơ người như nó Một vài giây sau Chạy thốc chạy tháo tới chỗ kia Hai cái máy tính đã bị đập tan tành Tôi chảy cả nước mắt Bởi vì chiếc laptop này Là tôi đã phải dành dụ mấy tháng trời mới mua được Mất của thì ai mà chẳng sót Đến bao nhiêu công sức Cũng đã đổ sông đổ biển cũng đã nghĩ ra được là trong đêm ngày hôm qua, trong căn nhà này có chuyện kinh khủng xảy ra. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn cái máy tính của mình mà đã lặng đi. Tuấn đi vào bên trong bếp với phòng tắt kiểm tra thì tất cả bát đĩa đã vỡ tan tành. Nước vẫn cứ xả ra liên tục ngập kín cả cái bồn rửa. Nước cũng tràn cả ra bên ngoài nhìn sao chán. Nó cẩn thận khóa lại kiểm tra vòi nước rồi nhìn tôi mà nói. Mày với tao đi hỏi xung quanh xem, có ông thầy nào không thì nhờ ông ấy giúp mình còn ở đây lâu đấy giờ thì máy tính hỏng rồi thì cũng chẳng biết làm gì nữa mà mày làm xong xuôi hết chưa ờ tao cũng nghĩ vậy tranh thủ mưa gió được nghỉ ngày nào thì tao với mày đi tao cũng may sao là làm xong hết rồi lưu vào trên mạng cho nên không có vấn đề mấy chỉ tiếc là công sức của mình bỏ ra để mua cái máy này giờ đã bị thành ra như vậy tôi thở dài sau đó đi ra bên ngoài phòng khách châm điếu thuốc rồi phả ra ngoài trời thì ẩm ướt Bên trong lòng thì đã não hết cả ra Tôi liếc nhìn xung quanh Mà lại một lần nữa Rồi đứng dậy lấy xe đi ra bên ngoài nhà Ông anh hàng xóm tốt bụng kia Nhờ anh dẫn đến nhà một ông thầy có tiếng ở làng bên Ông anh cũng biết chuyện Chỉ khẽ lắc đầu rồi đáp lại tôi Mấy chú lần sau đi phải giữ đồ đạc cẩn thận Cái là tốt cũng chẳng có ít tiền đâu Giờ mất thì thôi Của đi thay người Chứ nếu không thì các chú ở đấy Có khi còn có chuyện lớn Giờ đợi anh thay quần áo rồi đi với các chú. Ông anh thay xong bộ quần áo rồi leo lên cùng xe với chúng tôi đi ra bên ngoài. Phải vòng đi mất hơn một đoạn khá xa thì mới tới nơi. Ông anh chỉ tôi vào bên trong một căn nhà nhỏ. Mới bước vào đến cổng mà mùi hương khói cũng đã sọc lên thẳng mũi. Tôi với Tuấn đi vào bên trong gặp một người đàn ông trung niên với bộ dâu ria quai nón. Đôi mắt ánh lên cái vẻ hiền từ. Ông thầy mời cả ba người đi vào bên trong rồi ngồi rót nước hỏi chuyện sau khi thưa gửi xong xuôi ông thầy lúc này cũng cau mày tay bấm liên hồi rồi nói chuyện xảy ra lâu như vậy rồi mà bên nhà kia không có biết làm gì để cho oán khí ngày một lớn thì càng khó đối phó với chứ sao thôi được rồi ta nhận giúp hai cậu từ chỗ khác đến cũng vất vả lo toan nhiều cái để lại cho ta số điện thoại chắc phải mai thì mới thích hợp hai thằng chúng tôi đặt lễ xong rồi nhanh chóng đi về nhà trong lòng cũng khá là thấp thỏm cũng không biết liệu rằng sẽ có ổn thỏa hay không tạm biệt ông anh trở về căn nhà ma ám này không khí bỗng chốc trở nên đáng sợ kèm theo nỗi buồn ngổn ngang lại phải đối diện với một đêm đáng sợ trước mắt cho nên cũng chưa biết làm như thế nào ngồi trong căn phòng đi đi lại lại tôi cũng làm cho tuấn sốt ruột tuấn thấy tôi như thế thì bèn hỏi thế mày tính đi như thế này suốt à chóng hết cả mặt ngồi xuống dưới đi tôi ngồi xuống bàn lấy điếu thuốc rồi châm lên hút nó nhìn tôi rồi đưa ra ý kiến Hay là tao với mày sang nhà anh kia ở nốt một hôm Dù sao ở đây cũng không chắc là có an toàn đâu mày Mày điên Giờ vợ con anh ấy về rồi thì khác Sang nhà đấy ở chẳng khác gì là đội mo vào mặt đâu Thôi thì ở yên đây đi Nghĩ cách đối phó xem như thế nào Tôi xua tay phản bác lại nó Nó nghe xong thì cũng gật đầu Nhưng giờ thì biết làm sao nữa Trời cũng đã tối sầm tối Tôi quên mất là ra bên ngoài kia thắp hương cho gia đình xấu số kia tiện mua thêm một chút ít đồ cho cả ba ban thờ được làm bằng đá nằm hiu quạnh trong những bụi cây rậm rạp tiện tay ở đó tôi cũng phát hết đống cỏ cho xong xuôi tuấn thấy tôi kéo nó ra bên ngoài làm thì vẻ mặt có đôi chút khó chịu toàn là người hại mày sao mà mày lại còn làm thế mày có bị sao không mày mới bị làm sao ấy đến ở nhờ nhà họ thì mình cũng phải biết tự giác chút không có thì cũng không có yên ổn mà ở nhờ đâu làm như vậy thì tối nay lại không có chuyện gì thì sao động não lên chút đi mày tôi quay sang can ngăn làm xong thì trời cũng đã tối mịt hai thằng đi vào bên trong nhà ngồi ăn uống tuấn ngồi trong bữa ăn thì nói chuyện với tôi vậy thì có phải là thông báo cho chủ nhà hiện tại hay không chẳng nhẽ lại hai thằng mình chịu chết à ừ thì bà ta nắm quyền cho nên bà ta cũng phải được thông báo mà thôi có vấn đề gì đâu tao chỉ sợ là bà ta điên lên như hôm nọ thì tao cũng chẳng được Thôi ăn đi Tối nay nghỉ ngơi sớm Mai chắc phải thức đến sáng đấy Hai thằng ăn uống xong xuôi Thì ngắp lên ngắp xuống Rồi leo lên trên giường để nghỉ ngơi Hai thằng yên tâm là sau khi thắp nhang cho cả gia đình kia xong Thì mọi thứ sẽ êm xuôi Nhưng không ngờ rằng đêm đó Thằng Tuấn lại gặp chuyện Ngủ được chẳng bao lâu Thì Tuấn đột nhiên bật dậy Há hốc mồm trong cái sự sợ hãi Làm cho tôi cũng tỉnh queo Tôi nhìn sang hỏi nó Có chuyện gì mà sao mày sợ quá vậy Ổn không Ta mơ thấy ông dân gì đó. Ông ta ngồi trên chiếc ghế nhìn tao cười sợ lắm mày ạ. À. Nó lắp bắp, chân tay thì run mạnh. Nếu như bây giờ là ở bên nhà kia thì cũng không lo lắng gì. Nhưng hiện tại là đang ở trong căn nhà đáng sợ này. Tôi cũng không biết làm sao nên bảo nó với tôi đi ra bên ngoài uống nước. Pha cho nó cúc trà gừng nóng hổi. Đang định đem ra bên ngoài thì ánh đèn bỗng chốc, nhập nhọn, cháy liên tục. Làm cho tôi khá hốt hoảng. Công tắc cũng không điều chỉnh được phải mất một lúc thì mới sáng lại. tôi thở vào một cái nhẹ nhõm, bê cốc nước nóng đi ra ngoài mà phải chú ý cẩn thận chứ không là sẽ đổ ngay vào tay. tôi đi ra đến bên ngoài thì thấy thằng Tuấn đang nở một nụ cười quái dị ra nhìn tôi. tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì biết nó đang có vấn đề. đột nhiên nó trồm lên cầm lấy con dao trong tay sáng bóng, nghĩ rằng đang định làm gì đó với tôi nhưng không, nó lại giơ tay nó lên. tôi hoảng hốt cầm ngay cốc nước nóng ném vào người của nó, ngăn nó lại, có ý định tự sát. Nhưng dường như nó không hề hấn gì mà còn cười kích bác tôi. Vậy tao chết đây. Tôi nghe thấy xong thì gào lên rồi lao vào giật lấy con dao của nó. Nó vùng vằng làm cho con dao cứa vào bàn tay của tôi chảy máu. May sao là nó chưa có vấn đề gì. Tôi còn cố gắng giữ chặt nó. Nhưng mà đã bị nó đẩy ra rồi đạp lên người tôi liên tiếp. Do cơ thể nhỏ con hơn cho nên tôi không có làm gì được đành ôm người chịu đòn thấy nó cũng chẳng có gì mệt mỏi cả mà vẫn có vẻ hăng máu tôi dùng cốc nước đập vào đầu của nó sau đó cố gắng ghi chặt nó lại không cho nó thoát ra được chưa bao giờ tôi phải đối chọi một lần nào như vậy cuối cùng cũng nằm vật ra tôi không kịp băng bó lại mà kiểm tra xem nó có vấn đề gì hay không trên sàn nhà chỉ có máu của tôi hòa lẫn vào đống bụi tôi ngồi băng bó mà chửi nó mẹ mày tự nhiên lại làm như vậy chứ may sao mình nhanh tay chứ không là cũng đã xong về với nó rồi tôi cứ ngồi trên ghế đợi nó tỉnh lại rồi mới nói tiếp nó tỉnh giấc rồi nhìn tôi ú ớ sao đầu tao đau như thế này thì tao lấy cốc đập vào đầu mày thì lại chả đau mày vừa bị nhập đấy thằng đần ạ à. nói xong tôi cũng nhanh chóng giơ bàn tay đã được băng bó lên cho nó xem nó nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ nát ở trên nền nhà kèm theo đó là cái đầu lúc này vẫn còn hơi choáng váng thì không nói thêm điều gì nữa mà nằm vật ra tôi nhìn nó rồi bảo lấy tạm củ tỏi bỏ vào người thôi chắc là đêm nay khó ngủ đấy hai thằng cứ ngồi im như vậy bất động không nói thêm được điều gì với nhau hy vọng thời gian trôi nhanh để nỗi sợ này không có bị bao trùm nữa tiếng gió bên ngoài đập mạnh làm cho hai thằng cũng giật bắn mình nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn chỉ là hai thằng đang lo sợ quá mức mà thôi đi ra bên ngoài vào ban đêm, ở đâu cũng được để tránh khỏi cái nỗi lo này, nhưng trời lại đổ mưa to. Bên trong căn nhà cũng trở nên lạnh toát, ánh đèn cũng theo đó mà lập lòe liên tục. Cho mãi tới khi trời sáng, bên ngoài vẫn còn những hạt mưa lất phất, nhưng hai thằng bọn tôi cũng chẳng còn thức được nữa mà lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Mãi cho tới tận 9 giờ mới mở mắt ra nhìn nhau rồi đi ra bên ngoài sang bên nhà ông anh kia ông ấy thấy hai bọn tôi thì mau chóng vội hỏi thăm hai thằng qua có bị sao không mà sao bây giờ mới ra đây anh cứ nghĩ là hai thằng bị làm sao nhưng bên trong đó thì anh thực sự không dám vào không sao đâu anh ạ à. chỉ là bọn em cũng đã chẳng ngủ được mãi cho tới tận sáng thì mới chợp mắt được một chút xin lỗi anh vì đã để anh phải lo lắng quá nhiều như thế này tuấn nhanh chóng đỡ lời thế nhưng làm sao mà có thể qua mắt được anh ta vì bàn tay của tôi vẫn còn đang băng bó với những vệt máu khô dính đầy trên chiếc áo đang mặc anh cũng biết là bọn tôi giấu đi cái việc này cho nên cũng không có muốn làm lớn chuyện nên làm gì chỉ khẽ gật đầu rồi ậm ừ cùng chúng tôi mua ít đồ mà ông thầy hôm qua đã ghi đầy đủ ra giấy mãi gần trưa mới xong hai thằng bọn tôi cũng ra ứng trước tiền được một tuần để phụ thêm vào gặp bà chủ nhà lúc này chúng tôi cũng đã nói hết ra những cái chuyện mà mình đã gặp bà ta nghe xong thì cũng chỉ biết cúi đầu mà nhận lỗi của mình chính do bà ta cho nên mọi chuyện đối với chúng tôi mới trở thành ra như thế Trong mặt của bà ta cũng khắc khổ sâu và bên trong đó là nỗi buồn thăm thẳm bà ta nhìn hai đứa chúng tôi rồi rơm rớm nước mắt quả thực là cô cũng không có muốn như vậy đâu nhưng giờ thời buổi khó khăn ai mà chẳng muốn kiếm tiền có bao nhiêu cô cũng đổ hết vào đấy mà bao nhiêu năm nay cũng chỉ do vậy mà không thu lại được bao nhiêu rõ ràng là cô làm đến nơi đến trốn chứ nhưng mà làm qua loa như vậy nhưng thôi giờ nó đã qua lâu rồi vậy cho nên tìm cách để mà giải quyết hợp lý hơn thế nữa cô cũng có thể cho ngôi nhà này tiếp tục hoạt động được tôi đáp lại bà ta với một thái độ khá là nghiêm túc để cho bà ta suy nghĩ thêm một hồi thì cuối cùng bà ta cũng phải gật đầu chấp nhận vậy là mọi thứ đã xong xuôi giờ chỉ đợi thời gian tối nay sẽ xử lý nốt phần việc còn lại bà ta cũng đồng ý sẽ phụ giúp chúng tôi về khoản chi phí nhưng tối nay chắc là bà ta sẽ chẳng dám sang. tôi cũng sẽ đoán được điều đó rồi, cho nên cũng không có muốn hỏi thêm nhiều nữa mà kéo Tuấn ra về. Tuấn vừa đi trên đường lại dở điệu cầu nhau đối với tôi. sao mày không để cho bà ta ra đây cho bà ta nếm mùi một lần cảm giác như thế nào? rồi đêm nay cũng lại vẫn có tao với mày chịu khổ à? biết thế nào cũng chẳng làm nữa mà đi kiếm chỗ khác cho lành nghe mày rồi tốn thêm tiền chẳng đâu vào với đâu trông nó gắt gao quá nhưng tôi vẫn phải cố khuyên nhủ thêm thì nó mới đồng ý dù sao thì đây cũng là cái duyên cho nên có thể gặp được coi như là hai thằng cũng đang làm phước để tích đức cho con cái về sau thôi ngồi uống nước bên nhà ông anh kia trò chuyện nghe xong thì ông đó cũng đột nhiên ngỏ ý muốn giúp đỡ vì dù sao trước kia nhà ông ấy với anh dân cũng là chỗ thân thuộc và cũng đã chơi quen với nhau Hai thằng hơi ngại nhưng thấy ông ấy một mực đòi đi thì cũng phải đồng ý. Thời gian càng trôi thì tâm trạng của hai thằng mỗi lúc một nóng hơn. Đi đi lại lại, giờ ra kiểm tra lại đồ đạc xem có mua thiếu sót chỗ nào hay không cho ông thầy, rồi ngồi bên ngoài đợi. Mãi cho tới tận 5 giờ, khi đài thông báo cũng đã vang lên thì ông thầy xuất hiện với một hộp gỗ lỉnh kỉnh ở đằng sau. Ông thầy đi vào bên trong nhà xem xét một lượt, kiểm tra hết mọi ngóc ngách tôi cũng dẫn ông ta ra bên ngoài xem chỗ thờ của gia đình tội nghiệp kia ông ta xem xong thì bắt đầu kêu hai thằng bọn tôi rắc bột ra xung quanh căn nhà này rồi đóng kín tất cả lại ông anh hàng xóm bên kia cũng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ để mời thầy ngồi ăn uống trước khi làm việc bốn người tập trung lại với nhau con của ông anh đó cứ khóc quấy lên làm cho ông ấy phải xin lỗi liên tục đứa lớn thì anh chị gửi lại đằng ngoại trông coi ông thầy thì nhìn thằng bé vội vàng tiến lại xoa đầu nó rồi kẹp một tấm bùa vào người của nó sau đó dặn trẻ con mới sinh không nên cho ra bên ngoài nhiều đặt cái dao đầu giường hay cành dâu cũng được tránh ma quỷ nó quấy quả giờ thì ổn thôi giải quyết nốt phần âm khí nặng nề bên kia nữa là xong không bên này bị vạ lây lại không hay đâu ngồi ăn uống xong xuôi cả bốn người lại ngồi trước tv cũ xem chút thời sự không có nói câu gì mà chỉ đợi thời gian trôi từng chút một cho đến khi tiếng gió bên ngoài rít mạnh thì cũng là lúc ông thầy cùng với bọn tôi đi ra bên ngoài, thẳng bước đi về phía căn nhà đáng sợ kia. Tôi với Tuấn có hơi chùn bước, nhưng thôi phải cố gắng bởi vì hôm nay sẽ giải oan cho gia đình tội nghiệp kia. Sống lưng cũng đã lạnh hết cả, tôi khẽ chẹp lên một câu. Không biết sẽ ra sao nữa. Ông thầy đi vào bên trong căn nhà bật ánh đèn lên, nhưng lúc này ánh đèn chỉ chập choạng một lúc rồi tắt ngấm. Ông bảo bọn tôi thắp nến, sau đó choàng bộ áo pháp màu vàng của mình lên trên người trông rất oai phong ông ta sai tôi ra bên ngoài buộc mấy con gà vào các hướng rồi ngồi xuống lẩm nhẩm đọc câu gì đó liên tục khiến cho cả ba người ngồi đằng sau ngơ ngác đợi mất một hồi lâu ông thầy đưa ra một cốc nước kêu ai trong số ba người uống mà không nói rõ lý do tôi thì khát nên đưa tay ra cầm lấy uống một hơi hết sạch nhưng vừa uống xong thì có chuyện cơ thể của tôi giật lên đùng đùng rồi lăn ngửa ra khiến cho hai người đối diện lùi về đằng sau. Tuấn nhìn ông thầy rồi nói chuyện. Thầy ơi, nó làm sao thế này? Lùi ra đừng có động vào người nó, vòng sắp nhập rồi đấy. Ông thầy quát lớn làm cho hai thằng không dám tiến lại gần tôi nữa. Tôi đột nhiên ngồi phát dậy bắt đầu cười lớn, âm thanh vang vọng cả căn nhà trống. Nhưng đó không phải là tôi mà chính là vong hồn của anh dân kia đã nhập. Anh ta gào rú điên loạn trong thân xác của tôi làm cho tôi uể oải muốn lao vào ăn thua cùng với cả hai người ông thầy thì dường như bất động không có nói thêm lời nào nữa hai người kia gầm sức lại nhưng vẫn không thể ngăn được tôi vùng vằng một cái làm cho cả hai ngã lăn ra không những thế tuấn lúc này còn bị tôi đấm lên liên tiếp vào người làm cho nó kêu lên một cách đau đớn phải gắng sức mãi thì ông anh kia mới tì tôi xuống dưới nền đất không cho thoát ra được nhưng chỉ một lúc sau thì tôi lại đẩy người của anh ta ra để thoát thân Ông thầy lúc này mới đứng dậy cau mày nhìn tôi Rồi dùng cành dâu quất mạnh vào người Tôi nhảy cẫng lên sau những cú vụt phải nói là thấu đến tận xương tủy Ông ta dường như có phép thuật nào đó ghê gớm Khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi Lùi về sau mà người không ngừng run lên cầm cập Liên tiếp là những cú vọt đánh không thương xót Tôi định chạy nhưng đã bị hai người kia ngăn lại Tuấn lấy ra một tấm gương chiếu yêu Sau khi được ông thầy đưa cho chiếu thẳng lên trên người của tôi làm cho tôi gào rú rồi lăn ra đất. Sau khi tỉnh lại, vong hồn của dân trong cơ thể tôi nhìn xung quanh một lượt rồi rú lên một cách điên loạn. "Thả tao ra! Không tao giết hết lũ chúng mày." Ông thầy liên tục thả thứ nước gì đó vào người, khiến cho tôi trở nên đau xót như bị dội nước sôi vào cơ thể. Toàn thân run lên lẩy bẩy, không có nói thêm được gì nữa. Tôi gục xuống trong những lời nói của ông anh nhà hàng xóm kia. "Anh dân, anh đi đầu thai đi, đừng ở đây quấy phá mọi người nữa." dù sao anh cũng đã mất rồi còn chị và cháu nữa chứ anh thì biết cái gì chúng nó làm khổ cả đời tôi nhà này giờ cũng đem đi cho bọn chúng không thể tha được tôi gầm gừ đáp lại sau một hồi tranh luận bất phân thắng thua ông thầy cũng thở phào mà nói dù sao đi chăng nữa thì cái gì đến rồi nó cũng sẽ phải đến thôi nếu còn ở đây thì sẽ thành ngạ quỷ mãi mãi không thể nào siêu sinh được hơn thế nữa dù sao thì còn vong hồn của vợ con nữa Chẳng nhẽ anh lại muốn để cho họ vất vưởng tại đây à Tôi gục đầu xuống rồi khẽ rơi những giọt nước mắt Những giọt lệ của vong hồn của anh dân chứa đựng bao nhiêu sự uất ức ở trong lòng Sự bức bối mà ông trời trêu đùa với số phận của cả gia đình nhà anh ta Anh ta cười lớn, gật đầu rồi cảm ơn mọi người Mong muốn hy vọng là cho vợ con được giải thoát Bởi vì chính vong hồn của anh ta Cũng đã hại nhiều người rồi Nên chắc chắn là sẽ không thể được ông thầy gật đầu nếu biết sửa sai mà sửa đổi thì không có là gì không thể ta sẽ giúp cả gia đình tôi nhìn ông ta với một niềm hy vọng vậy thì con cúi đầu bái lạy cảm ơn thầy ánh đến lúc này cũng lay lắt dần đi sắp bị thổi tắt nhanh chóng tôi nhìn ông thầy với đôi mắt đầy hy vọng ông anh nhà hàng xóm lúc này nhìn tôi mà nói anh dân tôi hứa là sẽ giúp đỡ gia đình anh đến nơi đến chốn có chỗ thờ cúng đàng hoàng không phải là do như bà kia làm nữa cảm ơn anh gia đình của tôi đội ơn anh lắm chúng tôi về bên đó sẽ phù hộ cho gia đình anh chị chào mọi người giờ tôi phải đi đây xin lỗi tất cả mọi người vì đã xảy ra chuyện này nói xong cơ thể của tôi giật lên một cách liên hồi rồi không ngừng đăn ra đất ngất lịm đi khi tỉnh dậy thì tôi mới được mọi người kể lại toàn bộ cho câu chuyện vậy là gia đình của anh dân sẽ được ông thầy cúng giúp đỡ để nhanh chóng siêu sinh Bà chủ nhà nghe xong thì cũng lấy làm vui mừng, mọi chi phí bà ta cũng đã đứng ra chịu trách nhiệm hết. Tôi thì ốm mất mấy ngày sau khi bị nhập, phải chật vật mãi thì mới đỡ hơn bởi vì do ở lâu. Ông thầy làm lễ mất 3 ngày để siêu độ cho những người tội nghiệp trong gia đình của nhà anh dân. Ban thờ của họ được chuyển mới đặt ở tầng trên của căn nhà, vườn tược cũng được phát dọn đi. Bà chủ nhà cũng đứng ra để nói chuyện xin lỗi mọi người vì những gì đã gây ra. Người mất thì cũng đã mất rồi Cho nên cũng chẳng trách móc thêm được nhiều Chỉ mong sao bà ta hương khói cho gia đình xấu số kia Một cách thật là chu đáo Đến ngày chính bản thân của họ đã khổ rồi Mà giờ lại cũng chẳng có mồ yên mạ đẹp nữa Tôi với Tuấn nhìn lên ban thờ thắp nhang Như tỏ ý hết lòng thành của mình Vì đã giúp gia đình của hai vợ chồng họ Chúng tôi cũng ở đây Cho đến khi làm việc xong việc Thì cũng rơi vào tầm khoảng cuối tháng sau Hai thằng lên xe đi về, nhìn căn nhà đã gắn bó trong một thời gian ngắn, kết thúc một chuyến đi và chúng tôi sẽ trở về với cuộc sống hiện tại của mình. Tiếng xe máy nổ lên, kết thúc một hành trình và rời xa căn nhà mang một kỷ niệm khó quên. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.